Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 2 tháng 2 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính như sau. Cựu thông soái Donald Trump nhắc lại lời kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Ukraine. Trung động phát hiện chính phủ Joe Biden gửi hàng tỷ đô tiền hỗ trợ Covid-19 cho người chết. Biden bất ngờ cho biết sẽ không cung cấp F-16 cho Ukraine trong bối cảnh Nga tuyên bố giành được nhiều lãnh thổ và sau đây là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tại Ukraine. Chỉ vài ngày sau khi người kế nhiệm của ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ gửi hàng chục chiến xa để trợ giúp quốc gia Âu Châu này trong cuộc xung đột diễn ra với Nga. Trình bày tại một cuộc vận động tranh cử vào ngày 1 tháng 2 trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngắn của truyền thông Mỹ, ông Trump đã chỉ trích Joe Biden về cách ông giải quyết cuộc khủng hoảng này khi cho biết với sự yếu kém và bất tài, ông Joe Biden đã đưa chúng ta đến bờ vực của đệ tam thế chiến, là tổng thống tôi sẽ mang lại hòa bình bằng sức mạnh, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu ông còn tại vị thì có lẽ cuộc chiến này sẽ không xảy ra. Ngay cả giờ đây, bất chấp mất mát to lớn về sinh mạng và phần lớn đất nước bị tàn phá, tôi sẽ thực hiện một thỏa thuận hòa bình được đàm phán trong vòng 24 giờ. Nhận xét này của ông Trump đã lặp lại những bình luận mà ông đã đưa ra hồi tuần trước trong cuộc vận động mở màn của mình. Cụ thể, ông mô tả cuộc chiến với Ukraine là một sự tàn phá nhân mạng một cách bi thảm, đồng thời cảnh báo rằng việc leo thang hơn nữa đối với cuộc xung đột này có thể gây ra những hậu quả thảm khốc. Đầu tiên là chiến xa, tiếp đến là các đầu đạn hạt nhân. Hãy kết thúc cuộc chiến điên cuồng này ngay bây giờ. Ba ngày trước đó, Biden đã xác nhận rằng ông dự định gửi 31 chiến xa M1 Abram tới Ukraine, đánh dấu việc chính sách đã bị thay đổi hoàn toàn. Trước đó, các quan chức từng cho rằng chiến xa M1 Abram quá phức tạp để có thể vận hành và cũng khó bảo trì. Tuy nhiên, sau những lời khẩn cầu trợ giúp của Ukraine, chính phủ Hoa Kỳ đã thay đổi quan điểm của mình. Thông báo được Biden đưa ra trong bối cảnh các quốc gia phương Tây khác cũng có các cam kết tương tự. Trong đó có Đức, nước đã đồng ý gửi 14 chiến xa Leopard 2 và Vương quốc Anh, nước sẽ cung cấp 4 chiến xa Challenger 2 và các loại pháo bổ sung. Theo đó, Tổng thống Zelensky đã đáp lại những cam kết đó khi nói với hãng thông tấn Sky News rằng ông rất vui khi nhận được sự ủng hộ của những nước này. Nói chung, tôi rất biết ơn thế giới vì đã ủng hộ cho Ukraine. Nhưng thẳng thắn mà nói, số lượng chiến xa và thời gian chuyển giao cho Ukraine là rất quan trọng. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov gọi hành động này là một kế hoạch thảm khốc đồng thời khẳng định những chiến xa này sẽ bị thiêu rụi giống như tất cả những chiếc khác. Ngoại trừ việc chúng có giá rất cao và điều này sẽ mang đến gánh nặng cho những người nộp thuế Âu Châu. Một ngày sau tuyên bố của ông Biden, Nga đã phản ứng trên chiến trường bằng cách bắn hỏa tiễn vào Kiev, ít nhất một người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Điện Kremlin cho biết những chiến xa này là bằng chứng cho thấy Hoa Kỳ ngày càng tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Trong khi đó, ông Zelensky đã lại thúc đẩy các yêu cầu viện trợ của mình khi yêu cầu các đồng minh gửi các khỏa tiễn tầm xa. Súng động, phát hiện chính phủ Joe Biden gửi hàng tỷ đô tiền hỗ trợ Covid-19 cho người chết. Thưa quý vị, trong báo cáo công bố vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, một cơ quan giám sát liên bang Mỹ tiết lộ, chính quyền Biden nhiều khả năng đã trao khoảng 5,4 tỷ đô tiền cứu trợ Covid-19 cho những đối tượng đáng ngờ, và số tiền sau đó không biết đi về đâu. Cụ thể, Ủy ban trách nhiệm giải trình ứng phó đại dịch PRAC cho biết, họ đã xác định được 69.323 số an sinh xã hội SSN đáng ngờ được sử dụng để nhận 5,4 tỷ đô từ hai chương trình hỗ trợ COVID-19 trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022. Hai chương trình hỗ trợ vượt qua bão COVID-19 gồm khoản vay trước tổn thương kinh tế do thảm họa EIDL của cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ SBA và chương trình bảo vệ tiền lương PPP. Báo cáo của PRAC được công bố trước phiên điều trần về gian lận trong chi tiêu trong thời kỳ đại dịch COVID-19, dự kiến diễn ra vào ngày mai trước Ủy ban Giám sát Họ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo. Theo hãng tin Reuters, Mỹ đã điều tra nhiều trường hợp gian lận liên quan đến các chương trình hỗ trợ của chính phủ, chẳng hạn như chương trình bảo vệ tiền lương PPP, bảo hiểm thất nghiệp và chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare. Hồi tháng 5 năm 2021, Bộ trưởng Tư pháp Maurice Garland đã thành lập lực lượng đặc nhiệm chống gian lận COVID-19. Năm 2022, Bộ Tư pháp Mỹ bổ nhiệm trợ lý Thứ trưởng Tư pháp Kevin Chamber là người phụ trách chính cuộc điều tra những sai phạm lừa đảo liên quan nguồn quỹ cứu trợ COVID-19 được phát hiện ở nhiều bang của nước này. Vào tháng 9 năm 2022, Tổng thanh tra của Bộ Lao động Mỹ cho biết có khả năng 45,6 tỷ đô từ chương trình bảo hiểm thất nghiệp trong dịch COVID-19 đã bị trục lợi bằng cách sử dụng số an sinh xã hội của người đã chết để nhận tiền. Cũng trong tháng 9 năm ngoái, các công tố viên liên bang đã buộc tội hàng chục bị cáo vì ăn cắp 250 triệu đô từ chương trình viện trợ của chính phủ dùng để hỗ trợ trẻ em trong đại dịch. Liên quan đến tình hình Covid-19 ở Mỹ, Tòa Bạch Ốc vào ngày 1 tháng 2 năm 2023 cho biết, Joe Biden dự định chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia và tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do Covid-19 vào ngày 11 tháng 5, gần 3 năm sau khi nước này áp dụng nhiều biện pháp phòng chống đại dịch. Tình trạng khẩn cấp quốc gia về COVID-19 và khẩn cấp y tế công được công bố vào năm 2020 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Biden sau đó đã nhiều lần gia hạn. Sau khi tình trạng khẩn cấp chấm dứt, những người có bảo hiểm y tế sẽ phải tự trả một số chi phí cho vaccine, xét nghiệm và điều trị COVID-19, trong khi người không có bảo hiểm sẽ phải thanh toán toàn bộ những chi phí đó. Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ OMB cho biết, Tổng thống Biden sẽ phủ quyết một dự luật đề xuất tại Quốc hội về việc dỡ bỏ quy định tiêm vaccine COVID-19 bắt buộc đối với các nhân viên y tế làm việc trong một số chương trình liên bang. Tổng thống Biden cho biết sẽ không cung cấp F-16 cho Ukraine trong bối cảnh Nga tuyên bố giành được nhiều lãnh thổ. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 2, Joe Biden bất ngờ cho biết Hoa Kỳ sẽ không cung cấp cho Ukraine chiến đấu cơ F-16 mà Ukraine đã yêu cầu để chiến đấu chống lại Nga, trong bối cảnh các lực lượng Nga tuyên bố giành được nhiều lãnh thổ ở miền đông của đất nước này. Cụ thể, trước đó vào ngày 27 tháng 1, một cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, Ukraine dự định thúc đẩy các chiến đấu cơ thế hệ thứ tư của phương Tây như F-16 sau khi bảo đảm nguồn cung cấp chiến xa chiến đấu chủ lực hồi tuần trước. Một phát ngôn viên của lực lượng không gian Ukraine cho biết, việc huấn luyện các phi công của họ trên các chiến đấu cơ như vậy sẽ mất khoảng nửa năm. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có cung cấp các phản lực cơ này hay không, Tổng thống Biden đã nói ngắn gọn với các phóng viên tại tòa Bạch ốc: "Không." Cuộc trò chuyện ngắn này đã diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Zelensky cho rằng Nga đã bắt đầu tấn công Ukraine không ngừng ở phía đông để trả đũa việc Ukraine phản kháng cuộc xâm lược của họ. Tổng thống Zelensky đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng Moscow đang có ý định tăng cường tấn công Ukraine sau khoảng 2 tháng, hầu như là bế tắc, dọc theo chiến tuyến trải dài qua vùng phía Nam và phía Đông. Vào tuần trước, Ukraine đã giành được một trợ lực lớn khi Đức và Hoa Kỳ công bố kế hoạch cung cấp các chiến xa hạng nặng, chấm dứt nhiều tuần bế tắc ngoại giao về vấn đề này. Ông Yurisad, cố vấn của Bộ Quốc phòng Olesy Renikov, nói với Reuters rằng, rào cản lớn tiếp theo lúc này sẽ là các chiến đấu cơ. Mặc dù không có dấu hiệu về một cuộc tấn công mới quy mô lớn hơn từ phía Nga, nhưng người quản lý các khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk, phía đông Ukraine, ông Denis Vostelin, cho biết quân đội Nga đã giành được chỗ đứng ở Vulada, một thị trấn khai thác than đá có các mỏ từng là pháo đài của Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến này. Ông Vostelin cho biết các lực lượng Ukraine đã không ngừng gợi quân tiếp viện tới ba thị trấn Bakhmut, Marika và Vulada, Trải dài từ phía bắc xuống nam ngay phía tây thành phố Donetsk, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đã dẫn lời ông nói: các lực lượng Nga đang đạt được bước tiến ở đó, nhưng không phải là rõ ràng, bởi vì theo đúng nghĩa đen, từng mét đất ở đây đều có một cuộc giao tranh. Cố vấn của ông Fursin, ông Gagin cho biết các chiến binh từ lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã kiểm soát một phần con đường tiếp tế dẫn đến Bakhmut, một thành phố đã trở thành mục tiêu chính của Moscow trong nhiều tháng qua. Một ngày trước đó, người đứng đầu Wagner cho biết các chiến binh của ông đã chiếm được Blahodani, một ngôi làng ở phía bắc của Batmuth. Kiev cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công vào Blahodani và Vuleda và Rooster không thể kiểm chứng độc lập tình hình ở các nơi đó. Tuy nhiên, tại các địa điểm có giao tranh xảy ra, Nga được cho là đang có những thành công nhất định, mặc dù khá chậm. Tuy Nga đang gánh chịu thương vong nặng nề, nhưng Tổng thống Zelensky tuyên bố các cuộc tấn công của Nga ở phía đông vẫn không ngừng nghỉ, đồng thời gọi đó là sự trả thù cho thành công của Ukraine trong việc buộc quân đội Nga phải rút lui khỏi thủ đô, khu vực Đông Bắc và phía Nam trước đó trong cuộc chiến này. Tôi nghĩ rằng Nga đang thực sự muốn trả thù trên quy mô lớn. Tôi nghĩ họ đã bắt đầu quá trình này rồi, ông Zelensky nói với các phóng viên ở thành phố cảng Odessa phía Nam. Ông Mykola Salamaka, một đại tá và là nhà phân tích quân sự người Ukraine, nói với đài phát thanh NV của Ukraine rằng, Moscow đang phải trả giá đắt cho cuộc tấn công vào thị trấn này, nằm trên một vùng cao và một trung tâm phòng thủ rất kiên cố đã tạo ra ở đó. Ông cho biết, đây là sự tái hiện các sự kiện ở Bakhmut, trong đó thì các làn sóng binh lính Nga liên tiếp bị quân đội Ukraine đánh bại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.